hụ này. Trời ơi, coi kìa. Nhìn nó đã làm sao quá các bạn ơi. Quê thiệt. Đây các bạn, trên hình nhỏ các bạn mấy anh em thì tiếp tục là một khoa xử lý của tài của xà lan siêu to, một chiếc chuẩn bị ga, một chiếc chuẩn bị vô này. Đây là chiếc chuẩn bị ga này, mà thấy không? Khá là to thì gù ghề nha. Bây giờ thì chúng ta cùng xem lại cái chiếc chuẩn bị vô là chiếc này. Ấy dạ, qua cái anh phía đằng này ảnh ve là hết cỡ rồi các bạn ơi, ảnh đạp ghiếc để đi vô nha. Anh đằng kia anh sẽ ngừng lại các bạn. Hải Lâm 3. Đây này. Đây cái chiếc kia nó chuẩn bị ga đó. Cái chiếc này chuẩn bị ngoài ngã ba đi ngoài này đi vô này. Chiếc này bự khủng khiếp ha. Ôi ôi, anh đằng kia anh ve luôn kìa. Quá trời khối rồi, coi kìa kìa kìa. Hết hồn chưa? Anh ve là xịt khối đít đằng sau luôn rồi các bạn. Ôi ôi, coi kìa. Ôi ôi, coi kìa. Khủng khiếp chưa? Ảnh ve lại các bạn. Đâu rồi? Đây này. Đây anh đằng này thì ảnh cũng đi ghiếc vô nha. Wow. Tiếng kèn quá dữ. Đây chiếc này đang tranh thủ vô này. Tiếng máy nghe khủng khiếp đã rồi các bạn. Oh. Đây trong khi chiếc này đang đi vô được một đoạn thì chiếc đằng kia phải bê cái đít qua nha để cho chiếc này người ta qua. Ôi ôi thôi chiếc rồi cái chiếc đằng kia kìa. Ô quá khứ rồi, một gần khối luôn. Giờ phải làm sao đây? Thấy những pha đối đầu của xà lan nha. Ô quá khứ đằng kia khối rồi. Khối mịt mù hết rồi các bạn. Pha này nguy hiểm quá các bạn ơi. Anh đằng kia anh đạp miết qua kìa. Ủa sao mà kia trời ơi, coi kìa, một cục khối. Ôi dữ lắm rồi. Đù cái này căng nha. Ôi cái đít anh kia anh chưa lấy vô nữa kìa các bạn. Ôi cái vụ này nguy hiểm vậy. Anh đang lừng chừng đằng đó nha các bạn. Anh này thì chuẩn bị qua này. Để cùng xem nha. Anh này anh đang đạp hết lái luôn. Bây giờ hai chiếc đối đầu qua mặt nhau này. Ôi ôi chiếc này quá khứ khối rồi mà tiếc là quay không được các bạn. Đó, à, rung quá các bạn ơi, lắc quá. Rồi, một cái bung rồi. Một cái bung rồi. Ôi kìa. Ôi. Hai chiếc kìa, nó hút nhau kìa. Rồi, mình rung tay hết các bạn. Hên quá, không có chuyện gì xảy ra, mừng quá. Ừ, chiếc này khối kìa. Một nùi luôn. Quá khủng khiếp. Giờ chúng ta cùng xem chiếc này sẽ qua cua này. Qua những tình huống qua cua cố định thế này rất là nguy hiểm nha. Đó, các bạn ơi, coi kìa. Cái bô nó biết ít rồi. Tức quá. Không quay được cái khúc mà nó nẹt bô. Đây bây giờ thì đã mọi chuyện đã ổn rồi. Căng ghê ha. Này chút nữa chỗ bạn này chiếc này qua nè. Chiếc này qua bảo đảm bạn là khối coi đã mắt luôn nè. Vẫn còn tiếng bô văng vẳng đâu đó nha. Chiếc kia qua
Đây, chiếc này chuẩn bị ghi ghi đi tới nha. Mình đang đứng trên mấy cái đống cây này các bạn. Chiếc này ở Bến Tre nha. Chiếc này cũng khoảng tầm 1.000 tấn. Wow, đặc biệt là cái bô này nó có một cái gì đó ở trên đó các bạn. Nó có một cái cổ bô khá là bự nha. Chắc cái đó là mình nghĩ là nó giảm ồn hay sao. Đây cái này nè. Thấy không? Dạ. Mình quay á, mình đứng trên cái đống cây á, cho nên nó hơi bị rung lắc nha. Này cái chiếc này qua cua coi mới đã nè, các bạn cùng xem nha. Chiếc này cái hơi máy thì chạy không có nhiều, không có nghe dữ, nhưng mà được cái khối dữ lắm. Này chắc mình nghĩ là Cumin nè. Đón thôi các bạn. À có hàng chữ gì khá là đặc biệt nha. À cái gì đây? Đại lợi 20 hay là gì đó. Đây chiếc này chuẩn bị ghi ghi đi qua cua này các bạn. Cùng xem cái khoa hụ hết cỡ của cái xà lan Bến Tre nha. Đi là tất nha các bạn. Đó, mỗi lần mà đi thì mình chạy trên đây này. Ồ, tiếng kèn. Wow, tiếng kèn như kèn của xe lửa vậy các bạn. Nghe đã ha. Đây các bạn, bảo đảm với các bạn một điều là chiếc này nó đi qua cua nó sẽ khối mịt mù hết này. Chắc ăn luôn. Đấy, bây giờ thì anh ấy đã chuẩn bị quẹo qua cua. Thì cái nơi này mình quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi, nhưng mà mình rất là thích chỗ này. Biết dẫu là trời nắng nhưng mà mình cũng phải, thứ nhất là mình thích, thứ hai mình quay gửi đến cho các bạn xem ha. Này cái bô này nó cũng như hồi nãy mình nói, mình thấy cái chỗ này hơi lạ này các bạn. Đó không, có mấy cái tàu khác thì đâu có cái bô kiểu này đâu ha. Anh em các bạn nào biết giải thích giùm mình cái này nha, làm như nó chống giảm ồn hay sao. Đây bắt đầu có ảnh sẽ hụ này. Ôi giời ơi có kệ à. Wow, nhìn nó đã làm sao quá các bạn ơi. Đó khối kìa, quê ghê không, mình nói y chưa. Đã thiệt chưa, làm như là cái lúc mà mới lên ga khối nó ngột hay sao á, mình không hiểu nha. Wow, cái bô nó nghe sướng ghê ta. Wow, à thì ra là chắc mình nghĩ cái đó là giảm ồn á. Wow, tới biên luôn à, chiếc xà lan đi. Wow, các bạn coi kìa, tới đó còn khối kìa. Thấy chưa? Lên gan cái khối mịt mù hết trơn. Bái mấy chiếc nào khối khối vậy coi mới đã. Oh, wow, nó đã ghê kìa. Đã sướng thiệt. Oh, làn khối vẫn còn ngây ngút đâu đó. Ôi ơi. Đây bây giờ coi các bạn xem chiếc xà lan này đi qua cua nha. Wow, cái máy nghe cũng phê nha các bạn. Wow. Wow. Wow, chiếc này đã này các bạn. Quê thiệt, phải nói là nghe mấy tiếng động cơ của xà lan này là nghe hoài là không thấy chán luôn á. Bỏ cái anh đằng kia anh chị ra khối đít luôn, anh chị để qua mặt chiếc xà lan. Thấy anh đó anh cũng nói anh có coi kênh mình đấy các bạn. Chiếc này chạy đã thì chứ.
Wow, đúng là tiếng Cumin ha, có khác. Thành hầu như hầu hết thì những cái động cơ xà lan thì mình thêm được biết là Cumin này là nhiều các bạn. Đây các bạn, ở phía sau tôi thì tiếp tục có một chiếc xà lan đang chuẩn bị đi qua. Hôm nay thì có được cái nón để quay rồi này, một bữa ngồi ngoài nắng không các bạn. Đó, các bạn có nghe được tiếng xà lan không? Hôm nay cũng coi được nè. Bây giờ thì chúng ta cùng xem tiếp chiếc xà lan nó sẽ đi qua nha. Đây các bạn có nghe cái tiếng kèn không? Tiếng kèn xà lan đang đi ra đấy. Ở cái bên có ông chú cũng đang sửa cái lò không các bạn. Ồ, tiếng kèn. Tiếng kèn xà lan nó giống như một tiếng kèn gì đó rất là huyền thoại ha. Nó là nghe thì nó dân dẫn giống như một cái tiếng gì đó. Quá là hay. Wow. Chiếc này khá là bự nha. Chú ấy đứng ngay cây kèn luôn rồi các bạn. Wow, chiếc này nhìn đẹp ghê nha. Đây các bạn xem này. Hút nướng này. Dữ dội chưa? Wow. Wow. Đã ghê các bạn. Quá dữ chiếc này nha. Wow. Hay ghê nha. Hôm nay làm sao mà mình hên vậy là quá dữ. Nghe nó phê ghê luôn các bạn. Rất là nhiều nha. Nếu anh có xem cái video này xin chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và cái tiếng máy nghe phải nói là quá là phê luôn nha các bạn. Đây rồi, có một chiếc ghe đang từ từ đi ra nữa thôi. Đây, chiếc ghe này quẹo xuống. À, nguy hiểm vậy. Có một chiếc xà lan ở dưới đi lên nữa kìa. Đây, có chiếc ghe đang đi ra thì có ở bên dưới có một chiếc xà lan đang đi lên nữa. Wow, xà lan này cũng khá là to nha. À, anh này lấy lái bọc qua bên kia luôn các bạn. Đây, tín hiệu xà lan bắt đầu sẽ chuẩn bị đi vô. Mà thấy chưa? Cái nơi mà phải nói là mình không biết nói sao rồi. Wow, ảnh ra đó anh còn lên ga nữa kìa. Cái nơi mà quá là phê, tàu thuyền đi qua. Ồ, sao cứ nhắm ngay mình không vậy? Quái nhất là mấy chiếc xà lan ở miền Tây á, nó rất là đẹp nha. Chiếc này nó siêu to luôn này, quá dữ. Ây, chiếc này nó bự thiệt nha, có bà cô bỏ rửa xà lan rồi. Wow. Thích nhất là mấy anh tài công mà đi ngang đây á, lại nẹt ra nghe nó phê lắm các bạn. Ủa, anh này anh cũng hiểu ý mình nè. Chưa? Wow, cái chim dích kìa. Đây các bạn, đây là chiếc xà lan tiếp theo nha. Có một bà chị mặc áo màu vàng rồi mới đi vô luôn, là buồn ghê luôn. Xà lan này khá là to này. Wow, bà chị này cũng đẹp nha. Đẹp lắm các bạn. Đó, thấy chưa? Bây giờ xà lan tôi không quay mà tôi quay bà chị này. Xà lan thì các bạn xem thường rồi đúng không? Wow, anh này anh lái sao cái mũi nó bê dữ vậy. Rồi chắc nó vướng bên kia rồi. Rồi khối kìa. Ôi ôi má ơi, khối mịt mù luôn. Ồ mà ngộ nha, mấy chị gái trên xà lan á, chị nào cũng đẹp trơn á, mình nói thiệt luôn á các bạn. Ôi ôi, chiếc này nó qua thì nó đã đẹp ghê các bạn. Chạy như bo bo luôn vậy. Quá thứ chiếc này. Ôi bà chị tiếc ơi, xà lan chạy nhanh quá không quay được bà chị ơi. Xin gửi đến cho các chị em phụ nữ thân yêu là đi xà lan nhớ chăm sóc da mặt, đừng cho đen nhé. Vì mỗi lần mấy chị ra đứng cái ngã ba thì đứng dân nắng
để sợ mấy chị đen. Đây các bạn đói bụng quá đi mua 4 trái chuối chiên. 4 trái chuối chiên là đủ đây tới chiều sống rồi nha. Đó, bây giờ thì đang đi mua chuối chiên mà có cái chiếc xà lan đang chạy vô bỏ chuối chiên đây nha. Đây cái xe mình đây. Đó, chiếc xà lan đang chạy vô rồi, quay tiếp cho các bạn xem nha. Wow, 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 có chị nữ nữa các bạn ơi. Ủa không phải nữ mà nam, phải thấy mặc áo đỏ, đội nón lá. Sao cứ bị nhầm lẫn hoài vậy ta? Mấy cái cây chỗ này nè, đi nó cũng nguy hiểm lắm nha. Đi không khéo là má nhìn không ra, ba cửa không nổi, lọt xong. Đó, lại đây nữa. Ủa, làm như cái ngày nay ha, mấy anh xà lan thích mình hay sao á, mà cứ mấy ảnh cứ lên ga miết các bạn. Đây đây chiếc này. Chiếc này đang chuẩn bị đi vô đây. Cái này cũng nhỏ thôi nha. Wow wow wow, nhỏ nhưng mà máy nó cũng không nhỏ đâu nha. Hụ nghe cũng phê lắm á. Giờ phê chưa. Wow, đã vậy. Cà Mau máy này phê thiệt các bạn, thích ghê luôn á. Máy xà lan đây các bạn xem nha, chiếc này vô này có chị nữ khá là xinh đẹp luôn các bạn. Rồi tiếc ghê không thấy được bà chị ấy à. Đây các bạn hãy xem tiếp chiếc xà lan chở khẩm đi qua cua thứ hai nha. Đó, tiếng kèn nghe đã không. Giờ các bạn thấy chiếc xà lan chạy khẩm chưa, quá là khẩm nha. Chạy chở khẩm mà chạy khá là nhanh các bạn. Wow, cái mũi nó kìa, cực kỳ nguy hiểm luôn. Đầu rồi cái máy nghe nó đã tay thì chứ. Wow, cái chiếc này chạy vô dữ dằn các bạn, cái máy nó nghe phê thiệt, quá dữ rồi. Quá bự chiếc xà lan này nha.